Thuyền sang sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền như bến sẽ quay về. Giới thiệu với các bác và anh em, đây là bộ dàn cao kê bán chạy nhất trong phân khúc tầm giá 15 triệu đồng. Có một đôi loa G4000 cao to đẹp trai, bán 30 rất nhiều đường tiếng, âm thanh trong trẻo, tinh tế, lách cách leng keng và đầy đủ tất cả các giải từ siêu trầm tới siêu chép. Thế nào với đó là một chiếc đẩy liền vang X7 Pro DAC, một cục đẩy tích hợp tất cả trong một, chất âm mạnh mẽ, 800W một kênh, có thể đánh thoải mái được cặp loa G4000 như này. Và khi mua cả bộ như vậy thì em sẽ tặng thêm một bộ mic không dây VK49, trong bộ là 16 triệu 500 nghìn đồng, số lượng có hạn.